Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-cô. Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galilê rao giảng tin mừng của Thiên Chúa. Người nói: thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê thì thấy ông Simon với người anh là ông Andrê đang quăng lưới xuống biển vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông: các anh hãy đi theo tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo người. Đi xa hơn một chút, người thấy ông Gia-cô-bê con ông Giê-bê-đê và người em là ông Gioan. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. Người liền gọi các ông, và các ông bỏ cha mình là ông Giê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công mà đi theo người. Đó là lời Chúa. Trong kinh cha quản hạt, cha tân quản nhiệm, quý cha đồng tế, kính thưa quý thầy phó tế, quý tu sĩ, quý viên chức hội đồng giáo xứ giáo họ, quý cố quý cụ ông bà anh chị em và quý khách, đặc biệt là gia đình ông bà cố cha tân quản nhiệm rất thân mến, hôm nay con được sự ủy quyền của cha quản hạt cũng như cha tân quản nhiệm chia sẻ với quý ông bà anh chị em trong ngày lễ đặc biệt này. Thưa quý ông bà anh chị em, đúng là hồng ân Chúa như mưa như mưa. Mỗi khi có sự kiện chuyển xứ thì không hiểu sao thời tiết rất là mưa gió ảm đạm. Quý ông bà anh chị em có thấy điều đấy không? Mưa tầm tã, có phải không? Nhất là ngày hôm nay đó. Và có lẽ mấy ngày trước thì giáo xứ Song Hai cũng mưa tầm tã rồi. Mấy ngày trước thì dường như là trời nhường cho xứ Song Hai mưa. Còn hôm nay thì mưa hết mọi nơi. Nói như thế để chúng ta thấy rằng khi có một sự kiện gì ở trong giáo hội, giáo phận thì trời đất dường như hòa quyện. Và nhất là quý cha, không biết làm sao nhưng mà khi con thấy, con xem những cái clip hôm nay ở tòa giáo mục, nhiều sứ đến đón quý cha thì thấy mình cũng nao nao, thấy nó nao nao làm sao á. Vì thế mà chắc chắn giáo xứ Song Hai chúng ta đã tiễn cha quản nhiệm, người đi kẻ ở, cũng rất là buồn. Nhưng mà tối hôm nay chúng ta quy tụ nơi đây cùng với quý cha và cộng đoàn để chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa
Tạ ơn Chúa vì biết bao hồng ân Chúa đã ban cho giáo xứ chúng ta. Từ khi trở thành một giáo xứ thì giáo hội Song Hai đã được Thiên Chúa ban rất nhiều hồng ân khác nhau. Qua tổ tiên ông bà chúng ta đã gầy dựng và lưu truyền đức tin cho chúng ta. Và cách đây hơn 3 năm thì giáo xứ Song Hai được Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ đã phong sắc lên hàng giáo xứ. Và mới lên giáo xứ được hơn 2 tháng thì chúng ta đã được bề trên giáo phận bổ nhiệm cha Giuse Phạm Văn Thỏa về trông coi giáo xứ chúng ta. Và người ta nói, chúng ta vẫn thường nghe làng có vàng không bằng làng có cụ. Khi cha xứ Song Hai nguyên quản hạt của nguyên tân quản nhiệm chúng ta về thì chúng ta thấy giáo xứ đã phát triển rất là nhiều mặt, các hội đoàn rồi các công trình xây dựng. Vì thế chúng ta tạ ơn Chúa điều đó. Và ngày hôm nay chúng ta còn phải tiếp tục tạ ơn Chúa nữa, vì Chúa đã ban cho giáo xứ chúng ta có những mục tử hằng luôn chăm sóc và giúp đỡ chúng ta. Hôm nay Đức Cha Giáo Phận đã bổ nhiệm cha tân quản nhiệm Giuse về với chúng ta. Và trong cái bầu khí vui tươi đó, chúng ta cùng với toàn thể quý cha và quý khách xin có tràng pháo tay để chúc mừng giáo xứ Song Hai. Thưa quý bà anh chị em, câu chuyện tin mừng chúng ta vừa nghe đó là bài đọc ngày Chủ nhật hôm qua. Và hôm nay mời quý bà anh chị em nghe lại để chúng ta thấy ơn gọi của các tông đồ và cũng là ơn gọi của những người đi theo Chúa. Chúa Giêsu Kitô khi bắt đầu sứ mạng công khai rao giảng thì Ngài đã kêu gọi sám hối và tin vào tin mừng. Rồi sau đó Ngài hành trình đi rao giảng, Ngài đã kêu gọi 4 môn đệ. Và những môn đệ này đang trong cái hành trình dương thế của họ. Họ cũng giống như bao người chúng ta, có công ăn việc làm, có gia đình. Nhưng mà khi Chúa nhìn thấy họ, thưa cũng bảo anh chị em, bài đọc chúng ta vừa nghe phúc âm Thánh Marco cho chúng ta thấy Ngài nhìn thấy 2 môn đệ là Phêrô và Andrê đang thì quăng lưới xuống biển để bắt cá, và Ngài đã kêu gọi họ và họ đã lập tức bỏ thuyền chài mà đi theo Chúa. Rồi đi xa hơn một chút nữa thì Ngài thấy 2 anh em là Giacôbê và Gioan đang vá lưới dưới thuyền cùng với cha và những người làm. Chúa Giêsu cũng nhìn họ và kêu gọi. Họ cũng đã lập tức bỏ thuyền chài, bỏ cha, bỏ những người thân thuộc để đi theo Chúa. Như vậy, ơn gọi phát xuất từ Thiên Chúa và lời mời gọi đã khiến cho những người được gọi đáp trả một cách tích cực và mau mắn. Thưa quý bà anh chị em, qua câu chuyện tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta hướng cái nhìn về ơn gọi trong giáo hội. Mỗi người chúng ta chắc chắn ai cũng sống trong một ơn gọi. Ơn gọi làm cha làm mẹ trong bậc sống gia đình, ơn gọi trong đời sống tận hiến cho Chúa qua đời sống tu trì, làm tu sĩ linh mục. Và đặc biệt ngày hôm nay chúng ta cùng với cha tân quản nhiệm trở về đây để thi hành sứ mạng mà Chúa đã trao qua bề trên giáo phận. Cùng bà anh chị em nghe cái văn thư bổ nhiệm thì chúng ta sẽ thấy văn thư bổ nhiệm nói rằng
Sự chăm sóc mục vụ nơi các giáo xứ là nhiệm vụ của Đức Giáo Mục. Như thế, các nhà thờ trong giáo phận là nhà thờ của Đức Giáo Mục. Và Đức Giáo Mục thì không thể nào đi hết để chăm sóc mục vụ từng ngày cho các giáo xứ. Vì thế, Ngài đã bổ nhiệm các linh mục, dù là chánh xứ hay quản nhiệm, về từng giáo xứ để chăm sóc mục vụ cho bà con giáo dân nơi các giáo xứ giáo họ. Vì thế, sự hiện diện của linh mục là sự hiện diện của Đức Giáo Mục. Thưa cùng bà anh chị em, vì thế chúng ta cần phải có cái nhìn đức tin để nhìn ra cái ơn gọi và nhìn ra sứ mạng của các linh mục nơi các giáo xứ. Và đồng thời mời gọi mỗi người chúng ta hãy cộng tác với các linh mục để xây dựng cộng đoàn đức tin mỗi ngày một sốt sáng và sinh động hơn. Lời Chúa hôm nay còn mời gọi chúng ta tới việc suy nghĩ về thái độ của những người tận hiến, những người đi tu, những người theo Chúa. Tin mừng cho chúng ta thấy khi Chúa Giêsu kêu gọi bốn môn đệ này, thì bốn môn đệ này trong cái hoàn cảnh rất khác biệt. Hai môn đệ đầu tiên là những người đánh cá, chắc chắn các tông đồ, đặc biệt là Phêrô và Andrê, là những người trải lưới thì chẳng có giàu có gì, chắc cũng có gia đình bình thường thôi, đánh cá như bao người khác, thuyền cũng rất là nhỏ. Và khi Chúa kêu gọi thì họ đã bỏ mọi sự mà theo Chúa. Còn hai môn đệ kia, nếu chúng ta để ý thì sẽ thấy là những người có vẻ gia đình giàu có hơn, đang thì vá lưới trên một chiếc thuyền cùng với người cha và những người làm công. Chúng ta thấy những người đi đánh cá mà có những người làm công, chắc chắn thuyền của họ sẽ to hơn những thuyền khác. Vì thế khi Chúa Giêsu kêu gọi thì hai môn đệ này cũng lập tức bỏ thuyền chài, bỏ cả cha và những người làm công để đi theo Chúa. Như thế Chúa gọi các tông đồ trong những hoàn cảnh khác nhau, điều kiện khác nhau, nhưng mà các ông đã hoàn toàn tự do, dứt khoát đáp trả để đi theo tiếng gọi tình yêu của Chúa. Thưa cùng bà và anh chị em, cũng vậy, ngày hôm nay các linh mục Chúa cũng kêu gọi từ mỗi hoàn cảnh khác nhau, đặc biệt là cha mới của chúng ta, Ngài cũng được Đức Giáo Mục sai về giáo xứ Thọ Sở ở hạt Kiến Xương. Và trong quá trình đánh bách lưới người ở đó thì chúng ta thấy hơn 3 năm chắc chắn Ngài cũng thu hoạch rất nhiều những con cá về cho Chúa, là các linh hồn cho Chúa và giáo hội. Nhưng rồi Chúa cũng ghé mắt qua bể trên giáo phận, ngỏ lời và mời gọi cha mới của chúng ta lên đường để trở về giáo xứ Song Hai, để trở về vùng đất mới, vùng đất mà nơi đó cha tiếp tục quăng chài thả lưới để bắt các linh hồn cho Chúa, để đem nhiều người về cho Chúa, để xây dựng cộng đoàn này hiệp nhất và yêu thương. Và cha mới của chúng ta cũng giống như các tông đồ đã bỏ mọi sự nơi cái miền đất cũ đó để bước vào hành trình miền đất mới là giáo xứ Song Hai chúng ta, với đầy những hy vọng, với đầy niềm tin, và nhất là với sự phó thác hoàn toàn cho Chúa qua bể trên giáo phận. Vì thế chúng ta hãy chúc mừng cha mới của chúng ta, và đồng thời hãy đồng hành và cầu nguyện với các ngài, để nhất là cha mới của chúng ta luôn luôn sống theo sự vâng phục
thánh ý của Thiên Chúa và thi hành sứ mạng mà Chúa đã trao qua hội thánh. Thưa cung bà và anh chị em, khi nghe các đức giáo mục chia sẻ trong cái ngày mà các ngài trao văn thư bổ nhiệm cho quý cha đi nhận sứ vụ, thì con thấy có một đức tổng giáo mục chia sẻ với quý cha cái ngày mà nhận sứ vụ rằng: quý cha giống như các tông đồ, khi đi thì Chúa Giêsu chắc chắn cũng sẽ dặn các tông đồ đi đâu và làm cái gì, thì các đức giáo mục cũng căn dặn như thế. Không biết sáng nay đức cha Đa Minh có căn dặn cha mới và quý cha của chúng ta như thế nào. Con không được tham dự lễ thánh lễ sáng nay, nhưng mà khi con nghe đức tổng giáo mục chia sẻ thì ngài nói với các cha rằng các cha phải có ba cái không này khi nhận bài sai. Cái không thứ nhất đó là không chọn lựa. Thưa cung bà anh chị em, không chọn lựa, vì các tông đồ ngày xưa khi được Chúa Giêsu đi rao giảng cũng không chọn lựa đi đâu. Chúa sai các tông đồ đi rao giảng tin mừng khắp nơi. Và ngày hôm nay cũng thế. Về trên giáo phận sai quý cha đi đến xứ họ nào thì quý cha cũng vâng lời và đi đến. Mặc dù bản thân cá nhân đôi khi các cha cũng thích đến những cái xứ nó to hay xứ nó giàu giàu tí, nhưng mà không, thưa cung bà anh chị em, ơn gọi làm tông đồ, làm môn đệ của Chúa là sai đi đến nơi nào thì chắc chắn các tông đồ môn đệ và quý cha mới của chúng ta, đặc biệt là cha Giuse, ngày hôm nay cũng sẵn sàng lên đường, không chọn lựa. Mặc dù sứ song hai của chúng ta cũng là một sứ hiền lành và đạo đức, không biết có phải như thế không? Cũng bà song hai là hiền lành đạo đức, có phải không ạ? Đấy, nhiều cha muốn về lắm chứ không phải. Và cha sứ mới của chúng ta cũng thế, sẵn sàng lên đường, không chọn lựa. Điều thứ hai, thưa cung bà anh chị em, đức tổng giáo mục nói quý cha không chối. Cái không thứ hai là không chối, vì khi được trao nhiệm vụ, dù bất kể ở nơi đâu, các cha hoàn toàn không chối, sẵn sàng đón nhận thánh ý của Thiên Chúa qua bề trên. Và cái không thứ ba đó là không chửi. Thưa cung bà anh chị em, không chửi, cái này thì không biết ở song hai đã nghe thấy cha nào chửi chưa. Trước kia con cũng được quản nhiệm song hai được hơn 2 năm, cung bà anh chị em đã thấy con chửi ngày nào chưa? Nhiều khi có một số người nói, lâu lâu con cũng muốn các cha chửi tí nghe cho nó đã, không thấy cha nào chửi mấy. Mà con nói với lại các em thiếu nhi đó, cha đi tu sướng lắm, bởi vì lắm lúc ở nhà một mình, nhà to mà muốn chửi ai cũng không có người chửi, không có người để chửi. Thưa cung bà anh chị em, đức giáo mục dặn không chửi, nhưng mà chúng ta thấy quý cha cũng là những con người tự nhiên, nhiều khi cũng nóng nảy vì cách nào đó công việc áp lực hoặc là vì những trái ý. Vì thế chúng ta cũng cầu nguyện cho các cha, đặc biệt là cha mới của chúng ta. Thưa cung bà anh chị em, với tất cả những tâm tình đó, thánh lễ hôm nay chính là thánh lễ tạ ơn, để chúng ta tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta những mục tử. Và cũng xin cung bà anh chị em, nhất là cung bà anh chị em trong giáo xứ song hai, luôn luôn đồng hành với cha mới, nâng đỡ cha trong đời sống cầu nguyện, trong đời sống tinh thần và cả vật chất,
để quý cha thi hành sứ mạng mà Chúa đã trao qua bể trên giáo phận, và đó chắc chắn sẽ là dấu chỉ của sự hiệp hành mà giáo hội đang mời gọi chúng ta. Xin cho lời Chúa ngày lễ tạ ơn hôm nay giúp mỗi người chúng ta nhận ra ơn gọi và sứ mạng của mỗi người tùy mỗi bậc sống để chúng ta chu toàn bổn phận của mình. Và cũng cầu chúc cho giáo sứ song hai bắt đầu bước trang một trang sử mới với cha tân quản nhiệm, mỗi ngày một phát triển hơn nữa về đời sống đức tin, tinh thần, đạo đức và cả cơ sở vật chất. Một lần nữa xin chúc mừng các bà anh chị em.